Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Thì hôm nay mình chở lên nhà anh ba để thăm anh ba cũng như đàn cuốn. Thì anh ba báo tin mừng là ảnh đã cắt được cái móng đeo mà nó lận ngược vô trong á, nó dài quá thì cái nó cúp vô thịt, cái nó làm viêm làm sưng lên. Thì anh ba cũng đã cắt được rồi và cũng nó đã hết viêm rồi, nó xẹp rồi. Thì dùng cái kéo này khi anh ba mà mở ra để cắt ngay cái cốc, mở ra cái cạnh cái là con cuốn này nó là của anh Tư rồi. Anh Tư mất rồi nên nó qua nhà anh ba ở đó. Thì bây giờ nó khó rờ lắm, nó cứ đứng vậy đó, cho ăn thì đứng vậy đó, không có gần lại được, không có gần nhau. Đó thì cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like. Thì hôm nay thì cái mình cũng theo lời của mấy chị chuyển quà cho anh ba và đàn cuốn. Đó thì có đứa này nè, có đứa này là ngoan nhất. Rồi để quay cái mặt chỗ đẹp coi. Trời ơi trời, nặng lắm á, chứ tại vì mình là lao động. Cái mặt giống không? Nè giống không? Nè cái hình giống kìa, nhìn đi. Đó nè, anh xé anh cho nó ăn thử coi, cái này canxi. Không ăn để lát lại hửa ăn gì. Còn này à, cái này là anh ba quẩn quẩn chiên ăn cơm. Không xong con mình à, không gố mì với dây chế chanh. Chưa đâu, để từ từ làm quen. Anh mở được đó. Ra không, nó mở nó có cái độ cái nó có cái chốt á. Lấy dao cưa một cái. Vậy là nó xúc ra nãy dễ hơn bao xi măng nữa. Nó có cái mối giật cái sao giống bầu rê phải không? Giật qua giật lại ta. Cái này nè. Đó anh ba cửa đi. Nè cho nè, cho. Lát quen đi không còn viên luôn. Nè để đây nha, để mai 21 là mua cho con mấy cái tô nãy quên, mà nãy thì cũng dạo cũng kiếm không thấy. Đổ vô cái bịch đó, có cái đồ dễ xé nè, nó răng là bẻ cái ngang cái gãy. Nó vậy đó, rồi đổ nhẹ nhẹ cho nó vô đó. Ăn thử rồi. Cái này nó tổng hợp thịt cá rau rồi đó. Hà trống á. Rồi dứt, rồi ok. Ăn đi con. Nó có nó dành á, nhiều đứa vô là nó dành nó ăn, còn một đứa thì kén lựa nghiên cứu rồi, coi kiếm thịt cá rồi. Ăn nào, chưa ăn, chưa quen.
cho con ăn mê lắm. Nó làm như bánh vậy á, nó cắn ngay cốc 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 làm như bánh xì nách vậy á. Được rồi. Ừ, ngon. Dạng này chưa ăn nó không quen á. Ừ. Ủa mà ăn với ông Hiền đó mà mốt rồi. Không có, không có ăn luôn hả? Không trong vườn chín. Có ở đâu à, hết rồi mua nữa. Thôi, mà ăn tiền khổ rồi mua. Người ta có, người ta cho, mình nhận được. Ồ, hết ráo kìa. Ngon rồi, cái này ngon rồi. Rồi để lát tụi nó tập trung, chiều tụi nó tập trung cho tụi nó ăn nữa. Ngon lành, ngon lành. Thằng kia đâu ta? Chạy, nó cỡ chạy rồi. Rồi hổng ra đi cuốc thường không? Lâu lắm bữa à. Bây giờ đi mình cỏ. Cỏ nhà. Cỏ thằng ta. Ừ. Rồi mấy cây mai cái thằng ấy cắt luôn ha, ai cắt? Vũ cắt á. Rồi thằng đó là thằng Vũ hả? Con có bạn ông hả? Ừ. Ừ. Con có hai đứa ông. Cái đó thì tầng này cắt vuốt vuốt cho nó tròn là được rồi. Đó, vậy được. Ừ. Bây giờ mình quay đẹp á, tính hợp tại trường. Ừ. Quay được quảng cáo rồi. 2 năm 3 tháng rồi. Ừ. Rồi hết ráo rồi. Rồi nó lụm một cái không? Rồi. Hồi nãy nó lùa một viên, giờ nó lùa ráo rồi. Rồi đi kiếm mấy kia, nó đâu đó rồi. Qua. Đó trời. Ở quê nuôi gà, nuôi vịt rồi nè. Ủa gà của ai vậy anh ba? Gà mình đó hả? Ừ. Nó đạp luôn rồi, xe có, nồi có. Đưa cái bịch ra đây cho thằng nãy nó ăn không? Nào. Nó nằm giữa đường à. Anh lại đẳng kêu nó chứ em lại cái đó rồi nó nhát rồi để thấy, nè, là. Ừ, thấy em là. Thấy em tưởng tôi cho cái cho cái này xong đổi nó hay gì nè. Cục cưng đó. Mười mấy năm rồi các bạn. Ừ. Thằng bé này là mười mấy năm rồi đó chứ không? Khó gần lắm. Nhận khó tánh á. Qua đám mì đi nước bạn á. Đi qua đám mì đứng bạn kìa. Ở đây trồng cái gì mà bán được trồng à, mà năm nay bán không được gì ráo á. Chợ thì đóng lại, không có đường thì cũng đóng lại luôn, nên xả tới ngày thu hoạch mà thu hoạch không được luôn, không ai mua luôn đó. Rồi mì cũng vậy, cái gì cũng vậy hết đó. Thôi hôm nay mình quay lại nhà anh ba, mình tặng quà cho đàn cuốn thì cũng mình chuyển dùm cho mấy chị mấy cô, chứ không cũng không phải là từ thiện gì ráo. Thì mình có mấy chị nhờ mình mua đồ cho mấy bé thôi. Thì mình có nhiều mình mua nhiều. Xin chào, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like để kênh mình duy trì.